Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, Bạch Thế Tôn. Tại sao vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện vì 10 địa Bồ Tát không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì năm loại mắt thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì năm loại mắt thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì năm loại mắt không xanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì năm loại mắt thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì mười lực phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì mười lực phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện, vì mười lực Phật không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh, vì mười lực Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.